Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Trà Đá Công Nghệ, mình Quang Lùn. Như các bạn đã biết thì Covid-19 lại quay lại nước ta lần nữa và tâm dịch là ở Đà Nẵng. Tuy nhiên thì một vài nơi cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu mới, có những ca bệnh mới. Thế nên chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe chúng ta bằng rất nhiều các biện pháp. Đó là hạn chế tiếp xúc này, đeo khẩu trang này, tích cực rửa tay và luôn luôn có một cuộc sống luôn luôn tươi khỏe, thoải mái. Và đặc biệt theo mình nghĩ là chúng ta nên cài thêm một ứng dụng để giúp chúng ta phòng ngừa được Covid-19 tốt hơn, đó chính là ứng dụng Bluezone. Vậy thì Bluezone là gì? Ứng dụng này hoạt động như thế nào và nó có thật sự là hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Bluezone là một app được dành riêng cho Việt Nam, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và khuyến cáo là mọi người nên tải ứng dụng này để phòng tránh Covid-19 hiệu quả nhất. Và mình đã thấy rất nhiều người đã tải và cài cái app này trên điện thoại. Và app này thì có sẵn ở trên App Store cũng như là ở Google Play. Các bạn có thể chỉ cần tìm Bluezone và tải xuống, làm theo các bước cơ bản và thậm chí cũng không có các bước quá nhiều đâu, chỉ cần nhập số điện thoại vào là được. Và ứng dụng này thì tính đến nay đã có hơn 1 triệu người sử dụng và những cái đấy sẽ tạo ra một cái database rất lớn để giúp chúng ta phòng ngừa được Covid hiệu quả nhất. Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp BLE. Bình thường thì hàng ngày chúng ta sẽ sử dụng điện thoại này, thế nên là sẽ có tiếp xúc được rất nhiều các điện thoại khác nhau. Và như vậy thì mẫu máy sẽ liên tục phân tích và sẽ kiểm tra xem xung quanh chúng ta khoảng tầm 2 mét có những ai đang sử dụng Bluezone hay không. Và nếu như phát hiện ra F0 thì lập tức máy sẽ báo cho những cái người đang sử dụng hay gọi là cộng đồng Bluezone sẽ biết là xung quanh cộng đồng đấy, xung quanh chúng ta sẽ có một người F0 và đưa ra những cảnh báo và những cái hướng dẫn chi tiết về y tế để giúp chúng ta phòng ngừa Covid hiệu quả nhất. Không chỉ vậy thì ứng dụng Bluezone sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu F0 và so sánh với các cái dữ liệu gần nhất xem là chúng ta có tiếp xúc gần với dữ liệu F0 này trong vòng khoảng tầm 14 ngày hay không. Nếu như tiếp xúc gần như vậy thì lập tức sẽ báo cho chúng ta hay báo cho tất cả những người khác trong cái cộng đồng Bluezone là chúng ta đã trở thành F1 và như thế sẽ giúp cho những người khác có thể nhận biết được mình là F2 hay F3, F4 gì đó. Và như vậy thì công tác để dập dịch hay là công tác phòng chống dịch đối với trong cộng đồng nó sẽ trở nên là dễ dàng hơn rất nhiều và nó thật sự là hiệu quả. Thế nên để đạt được cái hiệu quả tốt nhất thì mình khuyên các bạn là hãy tải cái phần mềm Bluezone này về đi để có thể có một cái cộng đồng Bluezone rộng lớn và như vậy nó sẽ tạo cho chúng ta được một cái khoảng cách an toàn nhất đối với tất cả cộng đồng và như vậy thì cái database càng lớn thì chúng ta an toàn càng cao. Vậy thì ứng dụng Bluezone nó làm việc như vậy thì thật sự là nó có an toàn cho chúng ta, đặc biệt là với dữ liệu cá nhân hay không? Thì thưa các bạn, đó là có. Vì thứ nhất là bảo vệ thông tin cá nhân do ứng dụng này chỉ lưu trên máy chứ không lưu về hệ thống. Và nhà phát triển Bluezone cũng khẳng định là sẽ không lấy cắp thông tin của người dùng, chỉ lấy đến số điện thoại và sử dụng các bước sóng ngắn của Bluetooth giúp cho chúng ta có thể phòng chống được Covid-19 hiệu quả mà thôi. Và không chỉ vậy thì chúng ta luôn luôn trong cái chế độ ẩn danh, thế nên là không ai biết đến ai, chỉ biết là xung quanh chúng ta có những ai sử dụng Bluezone mà thôi. Vậy thôi, và đó là những cái gì liên quan đến một phần mềm rất là hữu hiệu, một phần mềm mà mình cảm thấy chúng ta nên tải ngay, ngay và luôn, đó chính là phần mềm Bluezone để có thể giúp cho chúng ta phòng ngừa Covid-19 hiệu quả nhất. Ngay bây giờ, các bạn hãy mở điện thoại lên, cài đặt Bluezone ngay trên máy và chúng ta hãy yên tâm, luôn luôn tạo lạc quan để có thể chiến thắng của Covid-19. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn lại các bạn trong số video sau. Bye bye!